Tại Singapore, có một nghệ sĩ nổi tiếng với việc sáng tạo ra các bức ảnh nghệ thuật đẹp như tranh vẽ. Khác với các họa sĩ dùng bút lông, cọ màu để vẽ tranh, nghệ sĩ này sử dụng một chiếc đèn pin đặc biệt kết hợp với hiệu ứng ánh sáng để tạo nên tác phẩm nghệ thuật độc đáo của mình. Đó là nhiếp ảnh gia Charlie Lim với mệnh danh nghệ sĩ vẽ bằng ánh sáng. Nhìn những tác phẩm này, không ít người cho rằng đây là các bức tranh sơn dầu. Nhưng không phải, đó là những bức ảnh nghệ thuật được tạo ra bởi Charlie Lim. Chụp hình tất nhiên luôn cần máy ảnh. Nhưng yếu tố quyết định tạo nên hiệu ứng nghệ thuật của tấm hình nằm ở chiếc đèn pin đặc biệt mà Charlie Lim sử dụng như một chiếc bút vẽ. Chỉ sử dụng một nguồn ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin, nhưng các bức ảnh của Charlie Lim lại mang đầy đủ hiệu quả thẩm mỹ của tranh sơn dầu. Đây là nhiếp ảnh đúng nghĩa. Photo nghĩa là ánh sáng, graphy là vẽ. Tôi vẽ bằng ánh sáng. Ai cũng có thể chụp ảnh, kể cả một đứa bé 5 tuổi cũng có thể chụp những bức ảnh thông thường. Nhưng kỹ thuật mà tôi tạo ra làm cho bức ảnh có chiều sâu, có độ sắc nét và có hiệu ứng 3D. Đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, có độ sâu khi nhìn vào bộ quần áo, đặc biệt mái tóc. Nó không còn là một mảng màu nữa mà rất sống động. Chiếc áo sơ mi với các họa tiết mềm mại. Trong giới nhiếp ảnh Singapore, Charlie Lim là kẻ nổi loạn. 30 năm trong nghề nhiếp ảnh, sở hữu rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong và ngoài nước. Nhưng lúc nào ông cũng thấy mình cần phải thay đổi, cần phải khác biệt. Đam mê tranh sơn dầu và tôn thờ họa sĩ Rembrandt, ông mất gần 10 năm nghiên cứu và thử nghiệm kết hợp giữa các kỹ năng nhiếp ảnh và kỹ thuật phối màu sáng tối trong tranh sơn dầu. Ông đã sáng tạo ra những bí quyết mà chỉ mình ông có. Bức ảnh này mô phỏng một chuyển động được lấy cảm hứng từ kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu của các họa sĩ bậc thầy. Tôi tìm hiểu những điểm mà nhiếp ảnh hay hội họa không làm được. Khi ánh đèn sáng lên, mọi vật hiện ra. Vậy, không có ánh sáng sẽ không có hình ảnh và điều tôi làm chỉ đơn giản là kiểm soát ánh sáng. Khi sử dụng kỹ thuật chụp này, tôi phải dùng vị trí tưởng tượng của người họa sĩ và kỹ năng sử dụng ánh sáng của một nhiếp ảnh gia để biết mình phải vẽ và không vẽ cái gì. Các bức ảnh của Charlie Lim có sự thể hiện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán. Dù là ảnh chân dung, ảnh tĩnh vật hay chuyển động, ông đều thể hiện được cả vẻ đẹp bên ngoài và phần hồn của chủ thể. Ông ấy như là một Picasso của nhiếp ảnh hiện đại. Những bức ảnh của ông có chiều sâu, rất chi tiết, rất sống động. Những kỹ năng này không phải ai cũng đạt được. Ông ấy khiến tôi đắm mình trong những bức ảnh. Tôi không tưởng tượng được mình như thế này, giống như ảo thuật vậy. Kỹ thuật vẽ bằng ánh sáng đã đưa tên tuổi Charlie Lim nổi tiếng toàn cầu. Ông đã được mời đi giảng và đi trình diễn ở nhiều quốc gia. Ông bảo, thế giới thay đổi nhanh chóng, công nghệ cũng vậy. Ông luôn muốn mình là người đi tiên phong thay đổi công nghệ chụp ảnh. Và với kinh nghiệm chụp ảnh nhiều năm nay, ông hiểu mình đang làm gì. Việt Nam có thể sẽ là quốc gia tiếp theo mà nghệ sĩ Charlie Lim đến trình diễn nghệ thuật chụp ảnh độc đáo của mình vào cuối năm nay. Song song với đó sẽ là một triển lãm ảnh chung của ông cùng 20 nhiếp ảnh gia trẻ của Việt Nam. Tại hai sự kiện này, ông sẽ chia sẻ những kiến thức nhiếp ảnh của mình với các nghệ sĩ trẻ Việt Nam với hy vọng giúp họ tiến hơn nữa trong nghề nghiệp. Minh Thảo, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Singapore.